Hôm nay, Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ, công tác tổ chức theo quyết định số 277 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và công bố quyết định thành lập Đảng bộ phòng hậu cần kỹ thuật. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Theo quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động bổ nhiệm Thượng tá Duy Thanh Niệm, chủ nhiệm kỹ thuật, nay giữ chức chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Bộ chỉ huy quân sự thành phố. Theo quyết định số 277 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Bộ Quốc phòng và quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự thành phố về việc thực hiện quyết định số 277 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quyết định giải thể Đảng bộ phòng hậu cần, phòng kỹ thuật, Đảng bộ bệnh viện quân dân y trực thuộc Đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ, quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ quân sự thành phố thành lập Đảng bộ phòng hậu cần kỹ thuật trực thuộc Đảng ủy quân sự thành phố trên cơ sở sắp nhập tổ chức lại Đảng bộ phòng hậu cần và Đảng bộ phòng kỹ thuật, quyết định chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ phòng hậu cần kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thành phố chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí công tác mới, đồng thời đề nghị các đồng chí nhận quyết định tiếp tục phát huy kết quả đạt được, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng với tập thể đơn vị thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.